Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Định sẽ hướng dẫn các bạn intro với lại là văn tấu Roman. Đầu tiên Định đánh mẫu cho các bạn coi thử nha. Đây là sorry. Đây. Nó cũng dễ. Câu mình nghe như vậy bắt đầu vô cái câu này. Ok rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên mới vô là cái câu chạy của nó. Cái bản Roman này vốn dĩ nó không có intro nha. Cái này là mình lấy cái đoạn của Amit á. Mấy bạn coi cái bản solo của Francis Goza là cái bản hòa tấu, nó có cái intro này mình thấy dễ thương nên hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là cái câu đây mình có ghi ra. Thực ra là tính bật nhạc cho mấy bạn nghe để mình dễ hình dung á, nhưng mà có gì mấy bạn search đi nha. Đây cái câu đầu này, cái gì mình chụp cái màn hình lại một cái thì mấy bạn coi câu nha. Còn bạn nào không thấy rõ thì nhắn định gửi cho. Đầu tiên là nó đánh mi mi fa fa son son la la. Nè, mi nằm dây á. Các bạn có thể đánh bằng hai ngón này. Mấy ngón cái được. Hoặc là nếu bạn nào mà hay quen xài phím thì mình lấy cái phím đánh. Rồi. Mi mi là dây 4 ngang 2 nè. Fa thăng. Mi mi fa fa son son. Mi fa son la, đánh đôi lên. Mi mi fa fa son son la la. Mi ngang 2 là ngang 2 dây 4, ngang 4 dây 4 nè, ngang 5 dây 4 nè, ngang 7 dây 4 nè. Fa son son la la, ngang 7 dây 4 nha. Rồi. Si si là ngang 4 dây 3. Rồi. Mi fa son la si. Đầu đầu tiếp là chúng ta sẽ dùng ngón 3 này nha, lưu ý ngón 3 nha. Đánh vào cái ngang 7 8 9 9 nè. Ngón 3 nè. Để nó thuận cái thế mi thứ đi, chúng ta dễ đánh. Mi fa son la si. Rồi. Mi fa son la si, mi fa son la si. Ngang 7 ngang 9 nè, ngang 7 nè, dây 2 nè. Son cái bên fa thăng với son cái bên. Ok. Và dây nốt xí là ngang 7 nha. Cái bài này đương nhiên sẽ dành cho các bạn đã đánh được Roman rồi nên thành ra là nhiều bạn ví dụ mình coi mình thấy khó quá thì mình từ từ mình tập nha. Tại vì đánh được Roman mới tập intro chứ không đánh được Roman tập cái này chứ. Fa son la si mi fa son la si. Rồi đánh đôi lên. Rồi lại ha. Rồi nó cuối rồi nó đố. Si si đố. Rồi cái mỗi hai. Bỏ thêm bắt là cho nó hay nè. Nếu bạn nào nhanh tay thì mình bỏ cái này nè, la thứ này. Chặn la thứ ngang 5 là lấy nốt đố đây. La chặn ngang 5 lại, lấy nốt đố ngay ngang 8 này. Rồi, câu tiếp theo là đố si la son la. Chúng ta đánh nốt đố. Rồi chúng ta đánh nốt si nhưng mà sẽ sử dụng pull up pull down vô đây. Đố xong tới. Để chúng ta đánh nốt si, chúng ta đập cái ngón tay thẳng vào cái góc
chính xác vào đây. Là chúng ta kéo nó xuống, kéo thẳng nó xuống. Bắt đầu la sol la nè, nước la là ngang 5 nè, ngang 5 dì 1 nè. Và son thăng nằm đây ngang 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 4 này, thì chúng ta sẽ lấy ngón 1 đánh và kéo xuống ngón 4 rồi để lại ngón 5. Đánh một lần thôi. Ok. Rồi tiếp theo là cái câu dần la son fa mi re thăng. Chúng ta sẽ dần đôi bằng hai nốt là lá. Đây là lá lá ngang dây 1 nha. Thì sẽ lá dây 4 ngang 7. Chúng ta lá xong chúng ta sẽ đến son dời về dây là dây 1 ngang 3 và dây 4 ngang 5. La son fa thì chúng ta sẽ dời về dây 1 ngang 2 và dây 4 ngang 4. La son fa mi sẽ là dây 1 dây buông dây 4 ngang 2. La son fa mi re re thăng chúng ta sẽ bấm si 7 ngang 2. Đây chặn hết ngang 2 và bấm vô nút fa thăng và nút re nè, đây mình như hình nè. Tức là bấm vào dây 2 và dây 2 và dây 4 ngang 4. Chúng ta sẽ đánh re thăng cùng bát si. Đó. Sau cái này nếu bạn nào mình có kỹ thuật rap thì mình có thể làm lại để cho nó tạo cao trào hơn. Rồi đó là một câu đầu nha. Rồi câu tiếp theo là cái câu rê rê mi mi fa fa son ta la la si si. Đây chúng ta sẽ đánh cái thế ngang 7 nè, si si trưởng ngang 7 nè, si trưởng kia bạn bấm ngang 7 nó sẽ như vậy nha. Thì chúng ta sẽ lấy ngón 2 nằm nguyên cái vị trí ngang 8 đó, nốt rê thăng nguyên nốt 2 nè. Ok ha. Re mi fa son la, re mi fa si, re mi fa son la si, nhân đôi nốt lên. La là nằm ở ngang 10. Rồi bắt đầu cái câu cuối cùng là đố si, đố là 8 si, la ngang 10 nghe 2 nè. Son fa mi đánh nhanh lên. Ok và vuốt cái mi thứ xuống cái là chúng ta đã xong đoạn intro đầu của Roman. Và mình sẽ đánh chậm lại cho các bạn coi nha. Có một cái cầu để vô mi fa fa thăng này ngang hai son và vô bài. Ok ha. Rồi sau khi xong cái vô bài là cái câu ao. Chúng ta sẽ đánh cái giang tống fa son la 7 ngang dây 2 ngang 7 son kế bên. Tám mười và chúng ta dây hai. Rồi chúng ta sẽ nhích, chúng ta nhích cái ngón một lên ngang 12 dây hai luôn. Si đô rê si tới đô cái bên ngang 13 rê ngang 15 si đô rê mi fa si đô rê si đô
ngang 12 luôn. Cái này các lưu ý là cái bài này, bởi vì Francisco Sa ông đánh bằng cái cây nó dây nó có cái eo á, nên là bạn nào không có cái eo thì hơi khó tập nha. Cũng được thôi nhưng mà nó hơi khó. Si do re mi. Mấy bạn biết sao mình cũng mới ghi ra nên thành ra nhiều khi mình coi lại cái si do re mi, si do re mi, re do si do si la son la do. Si do re mi, si do re mi, re do si do si la son la. Si do re mi rồi bắt đầu re nè, do si do. Rồi si la la là chúng ta sẽ đánh ngang 14. Si do re mi re do si la son la. Ngang 14 nha. Rồi bắt đầu son son là chúng ta sẽ nghỉ ngón 2 nè. Đánh nút son để lấy ngón 1 đánh nút pha thăng ở ngay ngang 11 này. Son fa mi fa. Son fa mi fa. Chúng ta đánh nút pha cool, gọi là pull down vào. Nè. Đánh vào, đập vào, kéo xuống. Mi mi là ngang 14 dây 4 nè. Đó là xong nha. Câu nha. Mình đánh lại câu đó chậm cho bạn coi. Ok ha. Rồi xong rồi tới cái câu tiếp theo. Nó vô rít nha. Đánh nè, đố chúng ta kéo từ nó si nè. Từ nó si ngang 7 á, chúng ta kéo xuống nó đố ngang 8. Khi mà kèm vừa kéo xuống, ta sẽ bỏ thêm cái bát để cho nó là khớp âm la. Thì cái xế la thứ này nè, các bạn sẽ sắp cái ngón 3 này vô ngang 10. Để chúng ta tạo thành nốt nè. Đố là đố. Chúng ta sẽ lấy lúc này cái ngón 2 chúng ta dư này, chúng ta sẽ bỏ vô cái nốt sòn của ngang 8 này vào cùng với bát mì. Sòn 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 la si sòn này 8 10 si. Sòn 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 la si sòn. Pha này lúc này chúng ta sẽ đánh nốt pha của bát si. Bạn chặn ngang 7 thôi và đánh dây 2 cùng với dây 6 là sẽ ra fa 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 son fa fa. Xong bắt đầu chúng ta sẽ bỏ một lên đánh fa son fa. Fa son la si do re. Cái mí này các bạn đánh lấy nó ngón 4 này để lấy mí. Rồi lấy 4 kéo về nó rê nó mới kịp nha. Rồi bắt đầu. Rê đô si. Tương tự cái thế này. Đánh vào, đập vô, kéo xuống. Là lấy nó là ngang 8 si. Rồi mình sẽ đánh lại câu. Thank you.
C7 xuống cái. C trưởng được hoặc C7, bỏ ngón út vào C7. Bắt đầu chúng ta sẽ đánh nè. Re mi dây thăng này, dây thăng ngăn 4, dây 2. Mi fa fa thăng là dùng ngón 1. Fa thăng ngón 1, dây 2 ngăn 1. Bắt đầu chúng ta sẽ bỏ vô cái hợp âm để đánh qua cái đoạn 2. Nghe dễ thương ha. Đó, ok, đó là đoạn intro với lại là gian tấu của Roman nha. Cái này cũng ít ai đánh nên mấy bạn đổi tập cho vui. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.